Cùng đến với những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo thống kê từ trang cập nhật dữ liệu thời gian thực worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận hơn 620.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 9.300 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu hiện đã vượt 205 triệu ca bệnh, trong đó 4,3 triệu người không qua khỏi. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đã trở thành mối đe dọa với nỗ lực phòng chống COVID-19 mà toàn cầu đạt được trong rất nhiều tháng qua, khi mà làn sóng dịch bệnh gia tăng tại nhiều nước, kể cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao. Cơ quan thống kê dữ liệu Nga ngày 11 tháng 8 công bố báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 799 ca tử vong do COVID-19. Đây là lần thứ tư trong một tháng vừa qua Nga liên tục ghi nhận số ca tử vong theo ngày ở mức cao nhất, trong bối cảnh nước này đang ứng phó với làn sóng dịch bệnh do sự lây lan của biến thể Delta. Từ đến nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng hơn 6,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 482.000 bệnh nhân không qua khỏi. Đáng lo ngại, tổng số ca tử vong trong hơn 40 ngày qua bằng hơn nửa số ca tử vong mà Nga ghi nhận trong thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm nay. Phát ngôn chính của chính phủ Pháp Gabriel Attal thông báo nước này sẽ áp dụng một số biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 cứng rắn hơn trong bối cảnh số ca mắc mới không có dấu hiệu lắng xuống. Ông Gabriel Attal cho biết, Pháp sẽ tăng cường kiểm soát đường biên giới bằng các biện pháp quyết liệt hơn. Trong đó, yêu cầu tất cả các khách du lịch đến từ các quốc gia có nguy cơ phải được kiểm soát bằng những xét nghiệm kháng nguyên nhằm ngăn chặn tối đa sự lây nhiễm vào lãnh thổ nước này. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA sẽ sớm ra quyết định về tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 với nhóm đối tượng có hệ miễn dịch yếu. Quyết định này sẽ được FDA công bố sớm nhất có thể là trong ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương. Động thái này diễn ra sau khi một nhóm cố vấn cho Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ đã có phiên thảo luận trong tháng 7 và đưa ra khuyến nghị tiêm mũi thứ 3 đối với những người trưởng thành có hệ miễn dịch yếu. Ngày 11 tháng 8, ông Francesco Figliuolo, quan chức phụ trách chiến dịch phòng chống COVID-19 của Italia, đã viết thư gửi người đứng đầu các chính quyền địa phương, yêu cầu họ cho phép trẻ từ 12 cho tới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mà không cần đặt hẹn trước kể từ ngày 16 tháng 8. Chính phủ Italy đang mong muốn tiêm vaccine cho càng nhiều trẻ em trong độ tuổi này càng tốt trước khi năm học mới được khai giảng vào tháng 9 tới. Hơn nữa, việc tiêm vaccine cho những người trẻ tuổi cũng rất quan trọng vì các chuyên gia cho biết sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19 hiện đang chủ yếu diễn ra ở những người dưới 30 tuổi.